shipper ship đồ ăn nhưng lại vô tình đụng chạm vào hộp đồ ăn của khách. Ngay lúc này có một clip được camera an ninh nhà người dân ghi lại. Một thanh niên shipper dừng lại tại một con hẻm nhỏ. Ngay lúc này có một người thanh niên mở cửa để chuẩn bị đi đâu đó và thấy anh shipper đang ngồi ăn. Anh shipper bốc đồ ăn bằng tay không khá là thoải mái. Mở hộp đồ ăn ra ăn hết phần này đến phần khác một cách sảng khoái. Shipper cất lại như cũ và bắt đầu đi tiếp. Đến trước một công ty thì dừng lại gọi điện thoại. Alo, chị ơi. Chị là chị Hoàng đúng không? Đúng rồi, em giao cơm á, em giao tới cái công ty Lighthouse gì nè. Dạ đúng rồi. Dạ, ở đường Phạm Mạnh á, chị gia nhận giúp em với. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị. Chị nè. Thanh niên vẫn ngồi đợi rất thảnh thơi, một chị gái xuất hiện. Chị là chị Hoàng đúng không? Toàn của chị. Để chị kiểm tra rồi hôm nay. Thanh niên nhanh chóng đưa rồi mở khóa xe để rời đi. Bỗng nhiên chị gái giữ lại. Gì đó? Thì tôi cũng nhiều đơn lắm chị. Tôi phải đi giao nó thì giờ chị cứ kiểm tra đi. Thì từ để chị kiểm tra xong rồi đi chứ có gì đâu. Rồi chị lẹ đi. Chị gái mở ra đếm từng phần. Chị gái lắc đầu rồi mở ra vài hộp xem. Cái đồ ăn nó ít không thường ngày vậy? Ít vậy? Ủa, ít là ít sao? Thì bên quán đưa tôi sao? Tôi giao vậy thôi, tôi shipper mà. Nhưng mà nó ít hơn thường ngày. Nó không có nhiều như mấy bữa như. Tại cái quán này chị hay ăn lắm, nó không có thể nào bán như vậy được. Ủa thì cái đó chị nói với quán chứ sao nói với tôi biết gì đâu. Tôi với shipper giao tới thôi à, chị ơi. Ủa chứ đang nói chuyện em bỏ đi đâu vậy? Chị nói là cũng hộp cơm thì có vấn đề, bây giờ em đứng giải thích cho chị nghe đi. Nó không thể làm như vậy được. Giải thích gì? Có gì đâu mà giải thích. Hay là em có cái gì trong này đúng không? Em làm gì đúng không? Bây giờ nói thiệt đi, chị còn bỏ qua nha. Trời, chị nói chuyện đàng hoàng nha, bỏ qua là bỏ qua sao? Em làm gì mà bỏ qua? Hay là cậu đụng chạm gì vô cái đồ ăn của tôi? Nè, chị ăn nói đàng hoàng nha. Bỏ tay xuống. Nãy giờ đụng chạm gì? Thì bên quán nó giao sao thì tôi lấy đem qua cho chị. Bây giờ thiếu đủ hay gì? Cái đó là chuyện của bên quán, thì chị giải quyết với quán đi. Tù lao, trễ giờ người ta. Không đi đâu hết á. Chị chỉnh nhà. Nè, cậu đứng đó. Tôi đang nghĩ là cậu ăn đồ ăn của tôi. Bây giờ cái hộp cơm nó tèm lem như vậy nè. Tôi khẳng định luôn. Bây giờ cậu giải thích đi. Khẳng định gì? Tèm lem gì? Bây giờ nè, tôi nói chị nghe. Thiếu đủ hay dơ gì chị giải quyết với quán được chưa? Bây giờ chị đặt mấy phần cơm? 2 phần. Đủ không? Vậy thôi, đủ thì được rồi. Chị gái thấy điều bất thường liền cản thanh niên shipper lại. Đúng rồi đó. Giờ bây giờ cãi ngang đúng không? Bày lì với ta. Nè, bây giờ cãi ngang đúng không? Tôi đánh giá cậu 1 sao luôn. Tôi gọi lên tổng đài luôn, tôi chụp hình lại. Đừng đứng ở đó mà giải thích với tổng đài nha. Nè, làm gì là bậy nha chị. Tôi làm gì chị? Cái đó khác nào chị đá chén cơm tôi đang ăn không? Ủa chứ bây giờ bắt người ta ăn cơm thừa rồi làm sao hả? Cái tội đó hả, nó còn hơn trộm cướp nữa cậu biết không? Chị nói hay lắm, triết lý quá à. Chị nhìn lại ơi, cái tội đá chén cơm người ta nó còn nặng hơn chị. Tôi nói chị nghe, chị đừng nghĩ chị con gái mà muốn làm gì làm nha. Tụi tôi không dám làm chị hả? Rồi giờ sao muốn đánh người hả? Chết người ta, shipper đánh người nè mọi người ơi. Có một thanh niên đi từ trong công ty cản shipper lại. Làm gì hả? Làm gì có hả? Tôi báo công an giờ hả? Mày lần nào mày biết cho bác nha. Em đặt cơm mà bây giờ hả, nó shipper nó giao đồ cho em mà giờ nó ăn bớt đồ của em á, thấy được không? Cũng mày cái gì? Tôi nhận ra cậu rồi. Hồi nãy đó, cậu đứng ăn cơm trước nhà tôi nè. Ăn xúc xích đúng không? Đúng rồi anh. Cái hộp cơm em đặt mày gà với xúc xích mà bây giờ cái xúc xích mất rồi. Mày ăn rồi đúng rồi chứ gì nữa. Ôi, mày có bằng chứng thì mày nói nha, không có mày cầm cái miệng lại nha. Xúc gì? Tôi xúc như cái mỏ mày á. Nói chuyện đừng vậy nha. Rồi sao? Đúng không? Cho coi. Nè, nhà tôi có camera. Hên như cậu á.
rồi sao cả nữa không? Không đúng không? Ừ, tụi mày được, mày nhớ mặt tao nha, hành đầu đỏ. Còn mày luôn á, con nằm bầu bị chụp bông. Nè, tao đặt cái điện thoại luôn á. Mày giỏi mày đặt đi, tao gọi công an cộng đồng mày luôn á. Đồ của mày, làm không lo làm đi ăn cướp mà mày. Biết, mày nhớ mặt tao. Tao gọi công an tới đó. Chụp hình nhậu rồi. Shipper cãi không lại liền bỏ đi. Vậy không có sao không?